từ ngày buôn xe đến giờ em chưa mua được con Honda Accord nào mà nó lại đẹp như con này các bác ạ. Mà nó lại còn được cái là nhập Mỹ nữa cơ. Vâng, nhập Mỹ nữa cơ các bác ạ, nó mới kinh. Con này là nó sản xuất ra là nó cạnh tranh trực tiếp với lại con Toyota Camry nhập Mỹ này các bác này. Nhưng mà cái con Honda Accord này nó lại đi, nó lại nhiều người lại thích đi hơn vì là nó đầm hơn này, nó chắc hơn này. Đấy, nó không có cái độ chồng chành. Đấy. Con này nó đẹp kinh khủng khiếp luôn các bác nhá. Các bác nhìn này. Ly lông này. Ly lông nhà sản xuất này. Các bác nhìn này, vẫn còn nguyên này. Đây các bác nhá. Ly lông nhà sản xuất vẫn còn nguyên này. Từ cái làn này các bác này. Đó. Xe rất mới luôn, mới kinh khủng khiếp luôn. Từ những cái thảm miếc này vẫn còn zin theo xe, ly lông nhà sản xuất vẫn còn luôn. 2009 nhưng mà về độ đẹp của nó thì nó dã man lắm các bác ạ. Đây, các bác nhìn này. Ghế này. Mới nguyên này. Không có nhăn nhức gì cả, không có vỡ nhức, mà ghế da zin nguyên bản nhé các bác nhé. Xin thưa các bác là ghế da zin nguyên bản. Các bác nhìn nó đẹp này đây. Các bác thấy nó dã man chưa? Ghế lái này. Càng đét đèn đẹp luôn. Từ các cái đai này, khuy này, sáng choang luôn này. Từ các cái tem cái mác, từ các cái cao su. Con này một chủ từ đầu các bác ạ, một chủ từ đầu luôn. Sản xuất 2009, đăng ký lần đầu 2010, nhập Mỹ nguyên chiếc luôn. Vâng nhá. Mới lắm. Rồi, cho các bác xem này. Từ cái vô lăng zin này, nguyên bản này. Vẫn còn như vẫn còn này mà các bác. Đây. Vô lăng zin nha các bác nhá, chứ còn bọc lại khâu lại thì không tính tiền. Mà khâu lại bọc lại không bao giờ có cái da như này. Các bác nhá, đây là da zin nguyên bản. Không thể nào bọc, không thể nào khâu được như vậy được. À, đây. Tất cả từ những cái này còn đẹp này. Vâng, con này có cả cruise control, ga tự động rồi nhá các bác nhá. 2009 nhưng có cả cruise control, ga tự động rồi. Tích hợp các nút, các phím ở trên này rồi. Điện thoại rảnh tay tích hợp ở đây rồi. Đấy, xịn sò chưa các bác? Đã có sấy ghế rồi nhá các bác nhá. Sấy ghế này, sửa ghế này, có hết luôn rồi này. Đấy. Củ số này, da này, nguyên bản này các bác này. Đó. Các bác thấy nó đẹp chưa? Con này nó mới kinh khủng luôn đấy ạ. Cực kỳ mới luôn. Nó lại được cái nhập Mỹ các bác nhá. Nhập Mỹ. Xe chạy được hơn 7 vạn. Xe một chủ từ đầu. Rất là đẹp. Con xe này cực mới luôn. Tí em sẽ cho các bác xem từng các chi tiết đẹp của em nó. Già hết tất cả các cái này, zin nguyên bản hết nha các bác nhé. Từ những cái tem này của nó này, tiêu chuẩn Mỹ này, tem miếc này. Mới keng luôn. Từ các con ốc này. Sáng choang luôn. Cái xe này rất là đẹp các bác nhé. Xe này rất là đẹp luôn. Bác nào mà yêu cái đẹp, bác nào mà lại thích một chiếc xe phân khúc hạng sang. Con này đóng cái tiếng cửa nghe đã khác rồi các bác nhé. Nó không như là những chiếc xe mà Toyota Camry đâu. Hai chiếc xe nó có cái độ chắc chắn khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, vâng. Con này của em một chủ từ đầu luôn. Sản xuất 2009, đăng ký lần đầu 2010. Con này thì nó rất là mới rồi. Đây, các bác nhìn cái đèn, cái đóm này. Đèn đóm như mới luôn nhé. Đèn đóm như mới luôn đấy ạ. Bác nhìn này. Lúc mới rất là nhiều tỷ đây các bác. Đấy, nhưng bây giờ thì chỉ có hơn 300 triệu thôi. Hơn 300 một chút thôi các bác đã sở hữu được con này rồi. Đấy. Con xe là em Khương mới về. Em Khương có cái đặc tính là những cái xe mới về. Đấy, bác nào mà mua nhanh bán nhanh là em chỉ cộng tí cà phê thôi cho các bác thôi. Đấy. Các bác thích là em vẫn dọn cho các bác. Đây các bác này. Đèn rất mới luôn nha các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Phân khúc D mà các bác. Cái con Accord này thì đi nó lại không như Camry đâu các bác ạ. Nó có cái độ đầm hơn chứ nó không nhẹ. Cái con này thân vỏ nó đầm hơn, nó dày hơn đấy ạ. Con xe đẹp như thế này mà có tí tiền thôi, có hơn 300 triệu thôi các bác nhé.
Honda Accord thì cái dáng thiết kế nó quá đẹp rồi. Một chủ từ đầu các bác nhé, xe một chủ từ đầu. Một chủ từ đầu biển Hà Nội, sản xuất 2009, đăng ký 2010, nhập Mỹ nguyên con các bác nhé, nhập Mỹ nguyên con. Accord form dáng rất là đẹp luôn. Trông nó rất là chắc chắn. Honda Accord nhìn nó chắc chắn lắm ạ. Từ cái cửa đóng nó đã khác rồi ạ. Cái cửa các bác đóng những con xe Accord này cửa đã chắc rồi. Cửa đóng rất chắc luôn. Cửa đóng cực chắc luôn đấy ạ. Rất mới các bác nhé. Con này rất mới luôn. Từng các con ốc sáng choang luôn. Tem mác mới nguyên luôn. Đây các bác này, từ các cái gong này, tem này. Nội thất thì thực sự với các bác là nó như mới luôn. Đằng sau ghế như mới luôn, kinh khủng khiếp luôn các bác. Bác nào có Honda Accord đời này đã biết rồi, ghế của nó nhăn, bác nào đi nhiều nó rách hết vai này, ghế nó kém đi nhiều rách hết vai và những cái khác, những con xe của em nhé. Nội thất con này cực đẹp luôn, nội thất cực đẹp luôn đấy ạ, ghế như mới luôn. Da này các bác này, bác nào mà nếu mà không chưa am hiểu có thể nghĩ con này ghế nó bọc lại luôn đấy, tại vì ghế nó quá đẹp, ghế quá đẹp luôn. Em mua con này em lật cái khoang máy em thôi, em đi một vòng thôi, em nhìn các cái ghế của nó thôi, từ các cái con ốc ấy của nó thôi, em nhìn keo chỉ thôi em chốt mua con này trong đúng 3 phút xong cái xe. Đây các bác này, ghế này em mua con này trong đúng 3 phút, không chê câu nào. Bác chủ bác ấy còn sướng em cho nên là bác ấy còn cho em 5 triệu tiền lọc. Bác ấy bảo là mấy người khác đến mua cứ chê đời sâu rồi nó có hơi xước sát một chút. Đấy, nhưng mà đây các bác này, nó có hơi có xước sát một chút thôi. Nhưng mà quan điểm của em đi mua xe cũ, những cái đời như này em chỉ quan trọng là có đâm va hay không này, có tai nạn hay không này, có ngập nước hay không này, máy móc còn zin hay không này, đó, nội thất có đẹp hay không này, chứ còn đâu không bao giờ em chê một câu nào và già và em chỉ trả giá thôi. Đó, xe cũ nó chỉ có vậy. Đấy, cho nên là em mua theo giá của em. Đó, bác đồng ý bán thì là em mua, và không đồng ý bán thì thôi em cũng xin phép, lúc nào bác cứ tham khảo, lúc nào bác bán thì bác lại gọi em. Đó, phong cách em mua là như vậy. Con xe này thì em mua đúng 3 phút luôn. Xe cực đẹp, cực căng luôn. Đây các bác nhìn này, có hơn 300 triệu rồi các bác nhé. Xe nhập Mỹ. Con này phân khúc của nó thì cùng mâm với lại Toyota Camry các bác nhá, nó cũng nhập Mỹ, nó cùng phân khúc với lại cái con Camry nhập Mỹ đấy ạ. Hai chiếc xe nó tương đương nhau. Đây các bác nhìn cái tem của nó từ lúc đầu mà nó vẫn còn nguyên này, từ lúc đầu luôn này. Đấy. Sướng nhất là nhìn cái nội thất, cái ghế lái. Các bác đi mua xe các bác cứ nhìn cái ghế lái này, ghế lái mà nó còn đẹp như này là một chiếc xe mà chạy rất là ít. Đây các bác này, xe chạy hơn 7 vạn các bác nhá, ghế căng đét luôn. Ghế căng đét chắc lịch luôn. Ghế lái như mới luôn. À, các bác nhìn này. Từ cái vô lăng củ số zin nguyên bản. Cái đời này em đố các bác nào mà tìm được cái vô lăng zin nguyên bản. Mà lại còn cái lỉ nữa các bác này, ly lông này. Lỉ các bác nhìn nó mới chưa? Ly lông vẫn còn nguyên này, từ trong hãng này, từ lúc đầu luôn này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, dã man chưa? Cho các bác xem cái máy nữa thì các bác ngất trên cảnh quất luôn. Đấy. Và em Khương, cái phong cách làm việc của em Khương cũng rất là đơn giản, mộc mạc. Đấy. Có thế là em tả với các bác là vậy, và gần như em mua về như thế là. Nếu mà tiện là em hay quay lên luôn để cho các bác xem. Đấy. Thì đây các bác nhé. Rất là hiếm người. Rất là hiếm người bán xe mà dám quay những cái mộc mạc như em lắm, rất là ít. Đấy. Nhưng cái phong cách của em thì các bác cũng bảo là xe nào nếu mà về mà Khương tiện thì Khương cứ quay lên. Đấy. Để các anh biết được lúc mà mua như thế nào và lúc Khương dọn lên như thế nào. Đó, thì đây em cũng không thì nhiều bác lại cứ bảo là ui dồi ôi sao lại chỉ rửa lên thì cái máy nào mà chả đẹp, đúng không ạ?
Đấy, nhưng mà xin thưa các bác nhé, cái xe nó đẹp thì các bác có vệ sinh, có rửa đi thì nó mới trắng, nó mới đẹp được. Chứ còn cái xe mà nó già, nó xấu, nó đi nhiều thì các bác có rửa bằng cái gì đi chăng nữa, càng hóa chất lặng thì nó lại càng thâm cái máy của các bác. Các bác nhé, các bác nên nhớ là như vậy. Càng hóa chất lặng thì cái da máy của các bác nó sẽ càng bị thâm đi, chứ nó không bao giờ nó sáng được ra đâu các bác nhé. Đấy là em chia sẻ với các bác. Chứ không, cái xe nó đẹp là nó đẹp đấy, chứ không phải là các bác rửa là nó sẽ đẹp được. Đấy, nó phải đi ít thì cái gang máy nó mới tươi, thì các bác rửa lên nó mới đẹp được, nó mới lộ ra, nó mới đẹp được. Còn đâu cái xe nó xấu thì em đố các bác rửa lên đẹp được. Này các bác nhìn từ cái đai xe của em này, đai rất là mới, và từ những cái lỉ bên trong nhé, các bác nhìn nhé, từ những cái lỉ bên trong. Đấy, lỉ bên trong nó không bị xù xì, nó không bị võng. Và từ những cái phần con ốc này, từ những cái tem rồi từ những con ốc này các bác này, mặc dù nó bẩn nhé, nhưng nó vẫn còn ánh được lên. Mà khi em rửa đi thì nó sẽ lộ ra cái bẩn này. Đấy, em chia sẻ với các bác. Đấy, còn đâu con xe này đây, các bác nhìn đây, các bác nhìn này, từng cái tem này đó. Và đây các bác nhá, các bác nhìn từ những cái phần ống này. Đấy, nó đều trắng, nó sáng này. Đấy, đây đó này. Đấy, em không giờ em ngại quay những cái xe bẩn lên này cho các bác đâu. Đấy, đây tại vì em muốn mang tới các bác nhà mình những cái gì chân thực nhất đó. Đây các bác nhìn đây, đó đây các bác nhìn này. Đấy, tem mác này. Đấy, và con ốc này sáng choang này, các bác nhìn này, ốc ác này sáng choang này, răng dàn cò này vẫn còn nguyên này các bác nhá. Đấy, và xe cái gang nó rất là tươi, khi mà em vệ sinh nữa thì nó sẽ sáng, nó sẽ lộ ra những cái trắng cái sáng. Còn đây là cái bụi, những cái bụi nó bám lên. Đấy, nhưng mà nếu mà các bác tinh ý thì các bác có thể nhìn đây, từng cái chấm sơn của nhà sản xuất vẫn còn nguyên ở những cái mặt trên này. Đó, đây này, tem này, từng con ốc này nó sáng choang này. Đó thì là cái xe này nó đi rất là ít các bác nhé. Con xe này của em thì nó chạy được có hơn 7 vạn thôi các bác nhé. Đấy, hơn 7 vạn luôn. Đây các bác này, tem mác này vẫn còn nguyên này các bác nhé. Đó, nói chung con xe này thì nó là led căng rồi. Đấy, bác nào mà yêu cái đẹp, đấy, mà thích xe Mỹ thì đây chính là một chiếc xe mà nó rất là đẹp để cho các bác nhà mình có thể tham khảo. Còn đâu là đây em quay đấy, cho các bác nhìn cái máy nó, mặc dù nó bụi bẩn như thế nhưng mà nó rất là sáng các bác nhá, nó rất là sáng. Đó. Đấy, thì là bác nào mà quan tâm đấy, thì có thể đến xem trực tiếp các bác nhá. Thì lúc đấy là chắc chắn là con này về là mai em sẽ vệ sinh, em sẽ vệ sinh cái khoang máy đi để cho nó sạch sẽ, đấy, nó đẹp các bác nhá. Đấy. Còn đâu là ấy, em quay cho các bác xem cái máy lúc nó bẩn đấy, nhưng mà nó vẫn rất là sáng các bác nhá. Thì có nghĩa là khi mà em vệ sinh đi thì con này nó sẽ, máy nó, con này nó cực đẹp luôn. Đấy. Tại vì là các bác phải hiểu vì sao, là vì những chiếc xe mà chỉ có nó đi ít thì là các cái nội thất của nó mới đẹp được thôi các bác nhá. Còn đâu những chiếc xe mà đi nhiều thì máy móc tất cả các cái nó cũng sẽ ăn theo, nó cũng sẽ phải già theo. Đấy. Các bác nhìn, em đố các bác nào mà tìm trên thị trường, A Cọc nhập Mỹ đã hiếm rồi nhá các bác nhá, nhưng mà chiếc xe đẹp nó lại càng hiếm hơn. Đây các bác nhìn tem này, mới xoác luôn, từng con ốc này sáng choang luôn, tem miếc cực mới luôn, da zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy. Cái đời này trên thị trường là rất nhiều là xe là bọc lại hết rồi các bác nhá, nhưng mà con này của em nó là còn zin nguyên bản, nó mới rất là quý. Đấy. Tất cả các cái từ cái tem cái mác này, sáng choang luôn. Sướng nhất là cái ghế này, các bác nhìn đây, cái ghế này nó căng, càng đét luôn thì các bác nhá, càng đét luôn chứ không có xẹp, không có lún gì đâu. Ghế yếc này các bác này, nó là xuất sắc luôn đấy các bác ạ, xuất sắc luôn. Từ những cái lỉ nguyên bản này các bác này, từ những cái lỉ nguyên bản này có thế này cơ mà, tạp lỉ tạp yếc này, xuất sắc luôn. Con này nó đã có cả xây sưởi ghế rồi đây các bác nhá. Đấy. Cực mới luôn. Cùng mâm với Camry nhập Mỹ đây các bác. Hai con là cùng phân khúc với nhau đấy ạ. Tạp lì cánh cửa yếc mới căng luôn. Cái xe đẹp nó sẽ đẹp đều ạ. Từ các cái phần gong, phần yếc rất là sáng đẹp. Ghế đằng sau thì như mới rồi, tiêu chuẩn Mỹ, bao giờ cũng có tem biết đây các bác này.
nước sơn này, bóng nhoáng này, tem này, gọn như mới căng luôn. Cái ghế đằng sau với cái ghế phụ thì rất là mới. Cái xe này chắc hẳn là chủ nhân chỉ ngồi cái ghế lái này nhiều thôi ạ. Còn đâu là cái ghế phụ và cái ghế sau rất là mới luôn, chưa có một cái hiện tượng gì gọi là theo thời gian là kém luôn ạ. Xuất sắc các bác, xuất sắc luôn. Các bác nhà mình đã theo dõi kênh của em Khương thì biết rồi, em Khương chỉ có thích hoa hậu thôi. Đấy, mua về bán cho các bác nhà mình nó rất là sướng. Con này nó là chấm hết rồi các bác ạ. Nó là chấm hết rồi, về em cho đánh bóng nữa, dọn rửa máy nữa thì nó sẽ rất là đẹp nữa thôi, nó rực lên thôi. Các bác nhìn cái đèn đây của em này, xe nó đều thì nó các chi tiết nó ăn theo nhau, đèn nó cũng mới, máy nó cũng mới, nội thất nó cũng mới. Nó sẽ ăn theo nhau thôi ạ. À, lật cái cốp lại cho các bác xem. À cọt thì đi nó là quá là chắc chắn rồi. Ôi trời ơi. Cái cốp nữa, cái lỉ của nó nữa nhìn nó mới sướng đời nữa cơ các bác ạ. Đây. Dã man luôn. Đấy, lỉ ước đây. Tiêu chuẩn Mỹ đây các bác này. Chỗ nào cũng có tem này. Cái tem này là để nó chống những cái mà nó va chạm mà nó phải thay thế các bác nhé. Nó sẽ mất tem. Lỉ thì như mới các bác nhé. Em chưa mua được con A quạc nào mà cái đời này mà nó lại mới như thế này. Ui sỏi ôi, cốp này dã man luôn. Bác nào mà thích siêu tâm xe, ui trời ơi, đầy nữa này. Chết chết. Ui sỏi ôi, trắng tinh luôn. Như mới luôn ạ. Đây các bác này. Như này thì khác gì mới đâu. Đấy, các bác đánh giá công tâm hộ em cái. Không thì lắm bác này, anh hùng bàn phím này cứ bảo là ui rồi cái gì khen đẹp. Nhưng mà xin thưa với các bác, nó có thực mới vực được đạo. Nó có đẹp thì em mới khen được, chứ không thì em cũng chả khen được đâu. Đây các bác nhìn cái cốp của em đây. Ui trời ơi, nó mới như thế này cơ mà. Trời ơi. Các bác nào mua con này đi nó cũng sướng tê cái thằng người luôn. Đấy, các bác nhìn cái xe nó mới như này mà. Ôi giời ơi. Đấy, đẹp thì cái gì nó cũng đều theo nhau các bác nhá. Đấy, em vẫn hay chia sẻ các bác nhà mình rồi. Cái xe nó đẹp thì nó các chi tiết nó sẽ ăn theo nhau, đúng không ạ? Đấy, các bác cứ nhìn máy xe của em nó rất là đẹp. Đấy, mặc dù xe mà đời 2009 nhưng cái máy của em nó vẫn trắng tinh luôn. Đó, máy đẹp. Đấy, nội thất vô lăng rất là đẹp. Đấy, các bác cứ nhìn cái ghế lái. Nó tương đương với những chiếc xe mà bọc lại mới rồi luôn. Đấy, các bác nhìn đây. Có chiếc xe nào nó lại như thế này không? Đấy, vô lăng thì mới nguyên. Vô lăng thì mới nguyên luôn. Trời ơi, củ số cũng vậy. Đời này nha các bác nhá, đa số là củ số nha, bọc lại hết rồi. Đấy, nhưng mà cái xe của em này, cái củ số này nó vẫn còn nguyên này. Đấy. Xuất sắc luôn các bác nhá. Từ các chi tiết tiểu tiết nhỏ luôn. Vâng. Thì vừa rồi em Khương cũng đã quay giới thiệu cho các bác nhà mình rất là chi tiết một chiếc xe Honda Accord sản xuất 2009, đăng ký lăn bánh lần đầu 2010, xe một chủ từ đầu luôn, biển Hà Nội. Một chiếc xe mà xuất sắc luôn, nhập Mỹ các bác nhé, phân khúc ngang với Toyota Camry đấy ạ. Đấy, nhưng mà con này thì giá em Khương bán cho các bác nhà mình lại rất là yêu thương thôi. Đấy, chỉ có hơn 300 triệu thôi các bác nhé. Và cụ thể là chiếc xe này em Khương để cho các bác nhà mình này, với giá cực kỳ yêu thương này, 365 triệu đồng các bác nhé, 365 triệu đồng cho các bác nào nhà mình về chơi, về trải nghiệm. Đấy, đi con này thì rất là đã luôn, nó đầm nó chắc chứ nó không trồng trành như là Toyota Camry đâu các bác ạ. Đi con này nó rất là chắc, cực chắc luôn. Vâng, bác nào quan tâm thì alo cho em Khương nhé. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo ạ.